Rồi, nhà đất Tây Ninh TV xin thân ái gửi là chào đến cô chú anh chị gần xa và chủ đầu tư ha. Thì hôm nay em có mặt tại ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cô chú anh chị ha. Thì hiện tại em có một lô đất đây là có chiều ngang đây. Mình sẽ kéo qua bên đây mà cái này là cỏ lên quá trời, nó tương tự như thế này thôi. Đó, hiện tại giờ có 3 4 lô gì đó thì chủ gửi em một lô. Thì với diện tích là ngang 5, hậu dài 30, full thổ cư của chú chị ha. Thì đất này nó thấp hơn mặt đường, nó như người ta trồng cao su đó thì người ta phá ra ta bán thì nó thấp hơn mặt đường ha, thì mà giá rẻ của chú chị ha. Thì con đường này nó sẽ thông ra thì ngay khu công nghiệp Thạnh Đức, dự án khu công nghiệp Thạnh Đức ha. Thì để em đưa lên video cái quy hoạch dự án, thì đây mình sẽ đâm vô ngay dự án quy hoạch khu công nghiệp Thạnh Đức, huyện Gò Dầu. Khu công nghiệp này rất lớn của chú chị ha. Thì bây giờ giá thì rất là rẻ, đầu tư của chú anh chị mình luôn. Thì chủ bán cái lô đất này là 450 ha, 530. 530 của chú chị ha. Để em xíu về em coi lại cái thông tin. Rồi, 530 full thổ cư. Thì hướng này mình ra khoảng 300 m là đụng đường nhựa của chú chị ha. Mình ra quốc lộ 22B là đúng 1 km của chú chị ha. Đà thuộc là ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Rồi bây giờ hướng này sẽ ra đường nhựa, hướng này mình sẽ đi vô khu công nghiệp Thạnh Đức luôn, đường thông luôn. Rồi cô chú anh chị mình quan tâm thì liên hệ điện thoại Zalo em để trên màn hình để em gửi thông tin tất cả vị trí sổ sách ha, và giá cả cập nhật theo đó. Bây giờ chủ bán thì như 450 á, thì để khảo sát lại cô chú anh chị mình có quan tâm không, còn giá cả vấn đề em sẽ gặp chủ sau ha. Thì chiều ngang là 5 m, hậu dài 30 m, đó, full thổ cư của chú chị ha. Rồi sát bên luôn, coi theo Google Maps thì sát bên đây ra đó cũng dài 100 m thôi, là giáp với cái khu dự án khu công nghiệp của Thạnh Đức ha. Bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị mình đi, cô chú anh chị mình đi một đoạn để tham khảo ngoài đường như thế nào ha. Thì dân cư đây cũng rất là đông đó. Giá là giá đầu tư, lợi nhuận liền thì chưa có ha, nhưng mà 1 năm 2 năm nữa khu Thạnh Đức này nó tiến hành khởi công thì giá nó khác liền. Đường hiện tại đây là đường đá xe tải của chú chị ha. Đó, dân cư rất là đông, đây được phân lô bán rất là nhiều. Rồi xíu em điện chủ giữ vấn đề giá cả lại, rồi em để trên màn hình thumbnail ha, cho cô chú chị mình quan tâm liên hệ em. Em xin nhắc lại của chú chị mình nha, đất tọa lạc ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu. Từ vị trí đất mình là tới cái đường nhựa này đúng 200 m của chú chị ha, 200 m. Mình ra quốc lộ 22B là 1 km đó. Bây giờ nhà thử biệt thự chào bá đó. Đây là khu dân cư rất là đông đúc. Rồi mình mua đầu tư hoặc là mua ở với những người tài chính thấp ha, mua ở đó quá ngon lành dân cư ha. Rồi chịu khó mình sẽ chạy ra 1 km nữa đường quốc lộ 22B cho cô chú anh chị mình ha, để mình đổi tay cầm điện thoại mỏi tay quá. Mình sẽ rồi mình sẽ đi một đoạn nữa cô chú anh chị ha, thì tới quốc lộ 22B mình kết thúc video. Khu này rất là hot của chú chị ha, có dự án quy hoạch khu công nghiệp rất là hoành tráng. Thì tất cả như huyện Hòa Thành, thành phố Tây Ninh nó không có khu công nghiệp, thì sau này dân cư trên đó nó sẽ đổ về về ngay vừa vị trí này ha. Đây có nhà trọ. Rồi, cô chú chị mình thấy
1 km rất là nhanh, đi chưa được 5 phút. Đó, ở đây là quốc lộ 22B ha, mình quẹo phải là mình về Cò Thánh Long Hoa nè, thành núi Bà Đen nè, thành phố Tây Ninh nè, rồi cái mình sẽ về Gò Dầu, thị xã Trảng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh và cửa khẩu Một Bài của quý chị ha. Rồi cảm ơn cô chú chị mình quan tâm theo dõi và đăng ký kênh cập nhật thông tin nhà đất mới nhất. Xin chúc cô chú chị mình tìm được lô đất đầu tư giá rẻ ha. Xin chân thành cảm ơn.